Em ở video này anh sẽ sửa chi tiết chapter 75. Bây giờ sẽ bắt đầu sửa mới đó. Thôi hồi nãy anh có quay một cái video mà anh diễn dở quá cho nên anh cắt rồi, anh bỏ rồi. Anh mới gửi cho em cái video đó. Rồi, bây giờ anh sẽ sửa câu 1. Câu 1 là phần thực bằng trừ 3, còn ảo là 2 anh em. Này là BAB, cho nên này là bằng trừ 3 cộng 4 là 1, là A. Câu 2 thì như anh đã nói em bấm máy đúng không, nhưng mà mình bấm cái máy là mình bấm không được 44 không em ơi, mà anh bấm cái máy là bấm không được 44 nha, và thậm chí còn gán không được nữa. 1 cộng 2 với 1 trừ 2 đúng không, rồi sẽ bấm như nè, 1 cộng 2 tất cả bình rồi nhân 1 cộng 2 tất cả bình, là tại vì á cái máy của anh nó là cái máy của bắp em, cho nên nó bấm không được. Còn đứa nào mà có máy Vina, cái máy VN á, thì bấm được nha. Nhưng mà cũng đừng lo, nó cũng ảnh hưởng nhiều lắm đâu. Nó trừ 4 em. C. Câu 3 thì em sẽ có điểm M là M là 23. Còn N là 1 trừ 2. Còn P là trừ 3, 1. Bây giờ mình làm điểm Q để tứ giác em anh BQ là hình thành. Em anh BQ là hình thành thì như thế nào? Đây là em anh BQ. Thì em tính vector MN. Thân đứng tới vector MN, vector NM. Vector NM nó sẽ bằng lấy M trừ N là 1 5. Còn vector NM nó sẽ bằng vector PQ mấy em. Tới vector BQ. Vector BQ là x cộng 3 y trừ 1. Tại vì em biết tại sao không? Tại vì cái điểm Q của em nó là em chưa biết. Cái điểm Q em chưa biết thì nó phải có tọa độ x y rồi. Cho nên để hai vector này bằng nhau mấy em, nó connect với nhau thì em sẽ có là x cộng 3 bằng 1 và đồng thời y trừ 1 bằng 5. Và đáp án là trừ 2. Trừ 2 và 6. Trừ 2, 6 là C. Câu 4 thì em chuyển vế tìm được xét là bằng 9 trừ 8 y chia 2 cộng y, và nó sẽ bằng bao nhiêu? 9 trừ 8 y chia 2 cộng y. Ok, 2 trừ 5 y giờ cộng 1 cộng y nữa mấy em, cộng 1 rồi cộng y nữa, rồi lấy module luôn, ship 23 là lấy module nữa, là ra 5 mấy em, module là 5, đáp án là B. Rồi cái câu 5 á, thì nó hơi khó mấy em quan sát anh nha. Bây giờ em xác định tâm giùm anh, tâm là 34, bán kính là căn 5, cho nên từ đây em sẽ đặt như vậy nè, anh sẽ đặt x bằng 3 cộng căn 5 sin phi, còn y là bằng 4 cộng căn 5 cos phi. Còn cái lý thuyết như thế nào thì thứ nhất là để vô lớp, thứ hai là em có thể nghiên cứu trước ở nhà. Rồi bây giờ anh sẽ khai triển cái P này ra nè. Anh khai triển cái P này ra. Hồi nãy giờ anh quên khóa màn hình với em. Nãy giờ quên khóa màn hình. Cho nên nó có vấn đề rồi. Hồi nãy anh quên khóa màn hình. Căng ta, căng giữ ta bên khóa màn hình. Copy coi, pass coi. Ok luôn. Cho khóa màn hình không? Không cho khóa luôn. Rồi luôn à. Nguy hiểm quá. Bây giờ em phải cắt bỏ cái này các em ơi. Cái này phải cắt bỏ một cái, nó giật quá chừng. Anh không khóa màn hình nữa em, nó bị giật. Bây giờ phải bỏ con này khóa màn hình lại mới được. Rồi. Bỏ gì nè, anh thiếu sót. Ok, chắc 75 nè. Chắc 75. Đừng có chơi đời anh dễ quá nha mấy em. Này là cài cút basic mà nó không phải là cài cút advanced. Đừng chơi dễ quá nha.
Đừng có chê đề Trọng Quỳnh dễ quá, rồi từ Trọng Quỳnh nó cho khó em. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đây chỉ là mở màn thôi. Tâm y là 34. G bằng căn 5. Tôi cho đề mà mấy người chê dễ nữa là thôi thua luôn à. Này x bằng, mà tại vì cái này là basic mà. Căn 5 sin phi. Cái này là y bằng 4 cộng căn 5 cos phi. Ok. Thì em tính cái biểu thức B thì em anh nha. Biểu thức B nè, B này nó sẽ bằng x cộng 2 tất cả bình cộng y bình, rồi trừ cho nguyên cái cụm này là mấy, x bình cộng cho y trừ 1 tất cả bình. Thì bây giờ mấy em á, mấy em chỉ cần thế x y vô đây, mấy em chạy hai bồ là xong rồi. Chạy hai bồ từ 0 tới 2 pi, mấy em làm tiền được mắc min luôn à. Đó. X là 3 cộng căn 5 sin phi nha. Là 3, 3 cộng 2 là 5 nè, 5 cộng căn 5 sin phi nè. Đó. Tu đi tu lại nhiều lần nghe không? Rồi y bình là 4 cộng căn 5 cos phi nè. Cộng 4 cộng căn 5 cos phi. Tất cả bình, khoan đổi ra đi ăn các mấy em ơi. Rồi nhớ bấm thay bộ nha, trừ mở cái ngoặc nha. X bình là 3 cộng căn 5 sin phi nè. Tất cả bình nè. Rồi cộng cho y trừ 1. Y là 4 trừ 1 là 3 nè. 3 cộng căn 5 cos phi nè. Tất cả bình. Rồi đóng cái này lại cái nữa. Đó, vậy mới đúng nha. Rồi chạy nè. Tắt ghê luôn á em. Shift mouse xuống 51. Start là 0, end là 2π. Step là 2π chia 29. Ok. Ok, máy bill đã có anh đây. Đừng lo gì cả, đã có anh. Rồi bây giờ mình coi mắt là mấy, min là mấy mấy em. 33 nè, một con này nha, 33. Rồi 33 là mắt, 13 là min mấy em. Nè 33 mắt, 13 min mấy em. Nhìn nhìn cái bảng nè, nhìn cái bảng nè. Ừ cái này là mắt nè, là 33 nè. Còn min là 13. Ok. Min là 13 mấy em. Rồi. Có nghĩa là m lớn của em á là bằng 33. Còn m nhỏ của em á là bằng 13 phải không? Mà người ta kêu tính module của số phức W bằng mắt là 33 cộng 13y. Thì cái module này á, nó chính bằng căn của 33 bình cộng 13 bình. Và cái này là phải bấm máy tại anh không học cái cách xử lý mấy quỹ này. 33 bình cộng 13 bình. Nó ra bình phương lên coi. 1258 căn 1258 em. Câu B. Đó là con số 5 đó. À câu này nếu mà em, cái này là anh đừng có lo. Ok em cứ làm bắt chước theo anh đi. Thì không phải là anh không có dạy em lý thuyết, nhưng mà vô lớp anh sẽ nói kỹ hơn, được chưa? Vô lớp anh sẽ nói kỹ hơn về cái phần main số phức này. Thì cái phần này anh khẳng định là cái phần khó, và em nào mà các em thi, các em có tham vọng thi trên 9 điểm thì các em hãy ôn. Còn nếu mà em thi khoảng 8 điểm, em muốn thi khoảng 8 điểm là em stop, em để thời gian môn môn khác đó, thì thật sự em không ôm những câu như câu mắc minh thức. Thì những câu này những câu rất khó, thì nó đòi hỏi qua nhiều bước giải. Thì những cái bước mà anh trình bày trên nó chính là cái kinh nghiệm của anh thôi. Thôi ra tới em thi nó cho khác nữa thì em phải suy nghĩ, tóm lại những câu cũng phải suy nghĩ mấy em. Rồi câu 6, tìm vector U sao cho bằng vector A cộng vector B giữa vector C. Thì mấy em làm gì nè, nhập này vô. Này A cộng B trừ C. Xong cộng con đúng không? Con. Đây nè, nó có tọa độ từ hoành hay hoành, tung hay tung nó cao nè. Hoành trước là 1 3 trừ 2 là 6. Rồi trừ 1 chết mò rồi, lộn rồi. Con lại tung nè, trừ 1 nè, 0 nè, 5 nè, trừ 6. Giờ 6 trừ 6
6 trừ 6 hiện như cô B không em, không có con khác đâu, 6 B. Song song, vậy là em sẽ có là 2 phần m bằng 4 phần trừ n bằng 3 phần trừ 2. Không có 3 phần trừ 6 chứ. 3 phần trừ 6. Đó em không có nghe cái anh ok được không? Sao tụi nhỏ năm nay bị lừa dữ vậy anh? Đó anh chưa? Cái học sinh năm nay á, nó lười hơn học sinh năm trước mà, nhưng mà anh cũng than vãn khỉ gì hết trơn á. Nó lười thì mình làm sao để nó hết lười thôi. Nhưng mà anh cũng phải là chúa cứu thế, cái gì cũng cứu được mấy em. Một phần là anh truyền cảm hứng cho mấy em, truyền động lực cho mấy em làm. Một phần là mấy em phải tự suy nghĩ nữa. Rồi cái này là 4 phần trừ n, nó sẽ bằng trừ 1 phần 2 phải không? Trừ 1 phần 2 là cái này nè. Và cái này n ra 8 mấy em. Vậy là m trừ 4 n 8 là C. Câu 8 thì tâm tâm này em xác định quá dễ là 1 trừ 3 8 lộn 1 trừ 3 4 chứ. Là ở đâu ra là cái này em chia cho trừ 2 chia trừ 2 chia trừ 2 nè. Rồi cái bán kính của em á nó chính bằng căn của 1 bình phương cộng 3 bình phương cộng 4 bình phương. Rồi em đem trừ cho số 1 này nè. Và nó bằng 5. Cho nên đáp án là B. Câu 9. Tìm giá trị dương với m sao cho mặt phẳng OXY tiếp xúc với cầu OXY là sát bằng 0 em. Thì bây giờ em xác định tâm y giùm anh cái đi. Tâm y có tọa là 3 rồi 0 rồi 2. Còn AG á nó chính bằng căn của m bình cộng 1. Rồi em phải hiểu nè, tiếp xúc đúng không? Tiếp xúc có nghĩa là gì? Khoảng cách từ cái tâm y này nè tới mà tới cái này á nó phải bằng g. Được chưa? Bây giờ em tính khoảng cách từ tâm y cho tới mặt phẳng OXY đi. Là em sẽ thế cái z vô nè, z bằng 0 phải không? Nghĩa là 2 rồi. Là 2 nó sẽ bằng căn của m bình cộng 1. Rồi bây giờ bình phương hai vế lên là em sẽ bằng 4 bằng 4 bằng m bình cộng 1. Cho nên sẽ có hai cái là m bằng cộng trừ 3. Nhưng mà nó chỉ kêu lấy dương thôi. Nó chỉ có lấy dương thôi cho nên là căn 3 thôi mấy em. Cộng trừ căn 3 đó là B. Easy game đúng không? Easy game. Câu 10 thì như anh đã nói rồi. Để cái độ dài BQ lớn nhất thì cái BQ phải là đường kính. BQ phải là đường kính. Mà nó kêu viết phương trình đường thẳng D. Mà cái đường thẳng D này đi qua M là đi qua BQ luôn em. Tức là cái đường thẳng BQ này nè, bản thân nó đã chứa điểm M. Và nó lại chứa luôn cái tâm Y nữa. Cái B, điểm B ngay đây nha. Bản thân nó lại chứa điểm M, chứa tâm Y nữa. Cho nên em muốn viết phương trình đường thẳng D là thực tế là em viết phương trình đường thẳng MY là không. Rồi bây giờ mình tính tâm Y cái đi. Tâm Y nó sẽ có tọa độ là trừ 1, 2, 1. Trừ 1, 2, 1. Còn điểm M là 1, 1. Trừ 1, ok. Thì mình sẽ tính vector MY. Vector MY là Y trừ M là trừ 2, 1, 2. Cho nên sin ra vector chỉ phương là trừ 2, 1, 2. Rồi bây giờ mấy em nhìn qua cái đáp án em lỗi chứ đi. Nhìn qua đáp án em lỗi, trừ 2, 1, 2. Trừ 2, 1, 2 nha. Trừ 2, 1, 2 thì nó cũng có thể là 2, trừ 1, 2, trừ 2. 2, trừ 1, trừ 2. 2, trừ 1, trừ 2. Thì em sẽ lỗi C, lỗi B. Đúng chưa? Thì bây giờ hoặc là A hoặc là D thôi, không còn đáp án khác. Thì bây giờ mình nhìn xuống. Hai cái điểm đi qua là điểm M với điểm Y, nó là điểm nào? Thì bây giờ mình coi điểm M cái đi, 1 1 trừ 1, coi bên đây có 1 1 trừ 1 hay không. 1 1 trừ 1 là câu D. Tại vì nó ngược lại mấy em. 1 1 trừ 1. Tại vì sao nó ngược lại? Tại vì cái này là x trừ x không chia A cơ mà. Y trừ y không chia B cơ mà. Còn cái này là z trừ z không chia c cơ mà, đúng chưa? Đó, cho nên đáp án là D, 10D các em. Rồi, tạm biệt các em. Say goodbye. Chúc cái bèo của anh cũng ngon. Tạm biệt.